Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng trong chuỗi series giới thiệu về bất động sản của Diên Khánh. Ngày hôm nay thì Hùng muốn giới thiệu với chị về một cơ hội đầu tư nằm tại xã Diên Phú. Theo quy hoạch định hướng thì khi mà Diên Khánh lên thị xã thì Diên Phú sẽ cũng trở thành một cái phường thuộc thị xã Diên Khánh. Thì hiện tại Hùng đang đứng trên đây là con đường trước đất nha anh chị. Con đường này là con đường liên thôn luôn. Đường này là đường xe ô tô di chuyển rất là thuận tiện, cho hai bên là cây cỏ rậm rạp nên chúng ta có cảm giác là nó hơi bé một xíu, đúng không ạ? Phía bên tay trái hôm đây đúng không ạ, là sông Cái nha anh chị. Sông Cái là bên đây thì người dân họ tận dụng, họ trồng rau nuôi gà rất là nhiều anh chị ha. Đây còn hướng ngược lại đây thì chúng ta sẽ đi ra thôn Trung, và thôn Trung cầu Vĩnh Phương đi về thành phố Nha Trang. Đây là đường trước đất. Cái lô đất mà Hùng muốn giới thiệu với anh chị thì đây. Đây anh chị ha, lô đất này là 120m2 thổ cư, đúng không ạ? Tình giới thì đã xác định giữa hai nhà rồi. Nhà của mình thì nằm giữa, vị trí đất của mình nằm giữa hai nhà. Ở đây thì thổ cư 100% luôn nha anh chị. Phía sông đất rất là mát mẻ, khí hậu rất là trong lành. Xung quanh này dân cư ở rất là đông đúc rồi. Thì bây giờ thì Hùng sẽ quay từ đây ra tới cầu Vĩnh Phương cho anh chị chúng ta cùng dễ dàng hình dung và cảnh xung quanh hơn. Xin mời tất cả anh chị cùng theo dõi. Đây nha anh chị, bây giờ Hùng sẽ quay cho anh chị. Xa xa kia chính là cầu Vĩnh Phương nha anh chị. Trước nhà rất là thoáng mẻ, rộng rãi, tài lộc vào nhà anh chị ha. Buổi sáng mình mở cửa ra là mình thấy sông nước mát, rất là mát mẻ. Nhà cửa ở đây họ đang rất là mát mẻ, rất là khang trang anh chị ha. Đời sống nhân dân ở đây thì rất là tuyệt vời, rất là gần với trung tâm thành phố. Thì đây mình sẽ ra lại ở đây anh chị nè, mình ra lại đây là cầu Vĩnh Phương rồi, rẽ phải này, mình rẽ phải thì mình sẽ ra lại mình rẽ phải này, đó mình rẽ phải đây, mình rẽ phải đó anh chị, mình rẽ phải đây, cái hướng tây hướng đây này, là mình đi ra lại cầu Vĩnh Phương, giờ ngược lại về đây, mình sẽ đi ra lại quốc lộ 1A anh chị ha.